À kia gì? Rồi rồi rồi. Chưa có bệ, chưa có ấy. Bé quá. Sôi động quá, chỗ này sôi động quá. Rừng dưới hay quá nhỉ. Bán anh bán cái này nha. À, đang làm việc, đang bé quá, bé quá. Để sau làm nhưng cối rắm này cho lên đá chơi vui vui thôi. Chơi mini con. Cái này là đấy là sung. Đấy sung là sung là nhỏ nhỉ, sung là sung là nhỏ nhìn như xì nhỉ. Bé quá. Đấy. Chơi. Nó khó làm. Học cái đấy chứ cắt thiên nhiên thôi chứ. Thế mà nó cứ sao nó cứ một đống như cái nắm cơm ấy. Bé được nhưng mà thoát chân thoát đấy thì già làm hay. Nhìn khôi thì thích. Tất nhiên là tùy vào mỗi cái lối chơi mỗi người. Nhưng mà đấy trồng được cái chậu hay thế. Bé quá. Bé quá. Rồi ngồi trên đá tí thì nó cao một tí nữa. Bé quá. Chỉ làm thiên nhiên cứ lên là cắt. Thì chỉ nhìn thấy lá thôi. Tất nhiên vẫn đẹp. Đây 2 đồng. Đấy. Đấy đấy mà quay sổ số trong hình như là có chân bệ. Có cả. Lâu lắm rồi nó vẻ hết rồi. Em đập tay ra sợ trong này có chân đấy. Chân đẹp. Đồ cổ đấy, đập ý khí. Đấy để thôi, để chung treo, treo. Vâng, đấy treo. Đấy, anh kiếm cái cọc, cọc cong này vừa treo. Vừa treo luôn nhỉ. Chơi vừa treo rồi đấy được, hay đấy. Treo đẹp luôn. Đề, bồ đề ấy. Độc đáo đấy, nhỉ. Canh trâu này bao nhiêu đấy bác? Con này 6 triệu rưỡi. 6 triệu rưỡi. Được đấy nhỉ. Con này được đấy. Kiếm được cái chân bẹ này nó lì liền thì được. Liền lạc hết. Bao giờ tay cành không ra thì quê luôn. Canh trâu này vẫn nể con tàu nó chơi đẹp, kích khủng. Đây. Xin giới thiệu các bác đang quay phim cây của bác Lê Bang. Lê Bang nhưng mà số là kia kìa. À, Nam Định bán nhiều cây bình dân. Tưởng vừa nãy có một con suối như này bay rồi nhỉ, đúng. Đấy. Sôi động thế nhỉ, từ sáng giờ bận lắm. Vãn cả vườn này. Bán thích nhỉ. Chạy nhiều cây giá hợp lý với đại đa số người chơi thì sẽ rất nhanh. Còn nhiều những cây đẹp thì đắt thì tất nhiên là kén người chơi. Đó là câu chuyện muôn thuở rồi. Không phải ai cũng chơi giống nhau mà. Cái dưới này nhìn nhờ như con công ấy nhỉ. Nó lên là cắt mà. Cái cốt thì không có vì là mình dưới khai thác. Vừa nãy có một con bán rồi. Làm đôi hay. Hôm nay nhiều canh trâu thế nhỉ. Đây cái gì đó? Cái này cái nhót, nhót được ngay à. Được quả đàn đấy. Đấy. Đây là rất đẹp luôn. Ngày xưa cái tán này nó to bằng lưới ra nhà. Vâng. Xong bắt đầu cắt cái bọt nó thế này rồi. Còn này anh lấy anh để anh đúng là 850. Riêng anh nếu anh có điều kiện anh thay ra cái tròn tròn nữa thì nó quá ok luôn. Cái này mà chơi là chắc có một mình có thôi đấy. Một mình có bảo đảm luôn. 500. Không được à, chậm. 500 em thiệt em lắm. Thôi để anh 600 này bán đấy. Để anh chơi đấy. Rất dễ luôn, tính em rất dễ luôn.
cây nhót rừng này à, nó già mà thân nó xoắn vặn này, cục kịch xoắn vặn mà tàn đẹp như này. Em còn đúng mỗi cây này, nhà còn đúng mỗi cây này luôn, còn bán hết bao nhiêu cây này rồi. Thân nó già mà nó xoắn vặn, nó cũng kịch, cục kịch, cũng răm tàn như này. Nó thật với dòng các loại cây khác thì nó nhiều, nhưng cái loại này thì anh chơi là cũng độc hẳn luôn. Về cửa cái chậu 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 đẹp nó là ok luôn. Đây là rành rành, rành rành cây này nó là hàng hàng tập rồi, cái loại khác thì anh thấy rất là nhiều. Đấy, có cái cây này cũng ít nhỉ. Có thể mình không biết ở vùng miền nào làm hoặc bán, nhưng mà mình thấy cái này nó ít. Cây bồi dưỡng này ít. Này là anh lấy thì anh mới anh đây, cái cục rành rành này hay này. Con này là quá vừa chơi, hòn đá độc hạch luôn. Hòn đá nguyên bản luôn, độc hạch. Quá độc hạch luôn. Chơi mini, chơi cái rành rành này hay này. Rành rành. Bà bác kia mà thích chơi mini chơi rình rành, chơi rình rành để đâu bạn anh. Đây hay làm con Việt Phụng Vũ đấy ngược. Ở đấy, Việt Phụng Vũ có phải. Đây 2.3 nha. Em bán được ý mà. Cho 2 triệu thôi, mua đây 500 này, 1.2 triệu, 1.7 triệu rồi, 300 triệu về. Đấy. Đấy, con này là làm mớ luôn đấy. Con này của anh kia. Em anh đây còn bác thêm mấy trăm là em bán đi mà. Nó cục kịch đấy. Lỗ cũng bán được, để cho anh bằng hòa vốn ai. Thêm mấy trăm cái này quê nó dưới nha các bạn nha. 4 triệu rưỡi các đồng chí nhá. Bắt treo ở đâu đó cho nó này, không phải độc như này, quái dị như này mà già như thế này. Em đây là nhà vườn em làm ra thì bán giá mà anh không muốn bán gì. Thì em đấy em bán xong hết đây. Đấy, nhót, nhót rừng. Nhưng bác này thích những cây lạ này. Đấy, làm một cặp luôn. Đây là hàng đẹp luôn, toàn hàng đẹp luôn. Đấy, cái nhót bay rồi đấy, nhót lên đường đấy. Sáu lít, không lòng đất vậy. Ôi, thế được rồi. Đấy, cây này 4 lít à? 4 triệu à? Quá đẹp, liền lên cái tàn. Cây đây có 2 triệu rưỡi thôi. À, đây à. Là cùng bác à? Không. 2 triệu rưỡi. Hỏi để khán giả biết. Đấy, bây giờ sang vườn của bác. Có cây gì kia anh? Sinh nhật à? Sinh nhật. Đấy, bao tiền cây đấy bác? 4 triệu rưỡi. 4 đồng rưỡi. Đấy, nhật rẻ hơn ta nhiều. Đấy. Chậu cổ luôn. Xi đồng tiền. Lá như cái đồng xu. Béo, vừa béo vừa lùn. Này nắng vất quá, rác quá nên là. Rồi. Cái xéo kia bao nhiêu tiền bác? Cái xéo kia bao nhiêu tiền? Cái 4 lít. 4 lít. Kia kìa. Đấy. Cơm nguội. Giấy đi 2 triệu rưỡi. Rồi. Đấy. Giấy này, dáng rất độc cái này nè. Cái này mà để trong nhà mà kho ra cửa sổ thì hơi đẹp. Ừ. Không có. Là bao tiền thì quên mất rồi, vừa bảo bao tiền nhỉ? Vừa bảo bao tiền nhỉ, quên rồi. 2 triệu rưỡi. Đấy. Liên hệ với bác cả đẹp trai nhất chợ đây. Đấy, cái tùng số đây. Cái du chứ nhỉ, duối số đây, duối à, duối 4 triệu rưỡi. Đấy, bán giá nhiệt tình rồi đấy, 4 triệu rưỡi. Còn mấy cây mấy trăm này nhiều lắm, thoải mái chọn, làm ở về vừa buôn hay là vừa ấy được.
vừa buôn vừa chơi được, không rẻ. Đấy, giấy đây, giấy hồng sắc pháo đây. Ôi, bỏng tay, nóng và bỏng tay, vất vả lắm, đùa các bạn. Bỏng tay đấy, đấy trên cuối này các bạn. Đấy, video này là quay ở vườn cây của bác, đây là bác Luân, đây là Sơn nhỉ. Sơn, bác Sơn, Luân là tên là con. Và bên kia là có Bang, anh em bác Bang, Lê Bang. Và hai cái vườn cạnh nhau, bày bán ở đây cạnh nhau, cây nó na ná nhau. Cây bình dân các bác. Đấy, rất phù hợp với đại đa số người chơi bình thường. Đấy, linh sam này bao nhiêu bác? Cây linh sam là 2 triệu. Hạt gạo, hạt gạo đấy, trăm hạt gạo đấy, lá chỉ bằng hạt gạo thôi, nếu mà gạo Tây Bắc thì là hạt gạo to hơn lá. Gạo nương là gạo, hạt gạo to hơn cái lá này. Gạo cái cảnh mini này hả, to bằng hạt gạo đồng bằng. Cái hạt gạo núi thì xem này, cái xéo này chơi vui thì quá đẹp như thế này. Xéo, tất nhiên là bé này thì nó không thể có hoa được đâu. Có hoa có quả, dòng xéo là có hoa có quả. Đấy, mà dăm riếc rất dày, đến mùa đông rất đẹp. Nó là một cây dòng cây mà làm cây nghệ thuật được. Đấy, các bạn ạ. Mình thì qua cái thời chơi sinh sinh này rồi các bạn. Qua cái thời chơi sinh sinh này, định hướng lại lối chơi rồi. Ok, để tôi sang khu vực lại trở lại khu vực phôi xanh với lại những cây tiền trục kia nhé các bạn nhé. Đây này,